Tuy nhiên, công suất khai thác cát tại các mỏ thuộc đồng bằng sông Cửu Long chưa đáp ứng đủ nhu cầu. Các mỏ hiện nay chỉ đạt 15.000 mét khối một ngày, tức là chưa đến 1/3 của nhu cầu. Bộ Giao thông Vận tải cho biết, tính đến nay các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long đã xác định nguồn cung và cấp bản xác nhận khối lượng khai thác 16 trên 19 triệu mét khối. Mặc dù vậy, nhà thầu mới chỉ khai thác được tại các mỏ có tổng trữ lượng 12,4 triệu mét khối. Nguyên nhân là do sự khống chế công suất khai thác hoặc đang hoàn thiện thủ tục. Tỉnh Vĩnh Long chuẩn bị mở tuyến tránh quốc lộ 57 đường dẫn cầu Đình Khao đi qua địa phận huyện Long Hồ và Mang Thít với mức đầu tư hơn 1.350 tỷ đồng. Theo dự kiến, tuyến tránh quốc lộ 57 có chiều dài khoảng 7 km với quy mô 2 làn xe, thời gian thực hiện từ nay đến năm 2025. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Vĩnh Long được giao thực hiện các công việc liên quan đến lập, thẩm định, trình phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và chuẩn bị đầu tư dự án. Còn đối với dự án xây dựng cầu Đình Khao, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã có ý kiến chỉ đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long chủ trì triển khai thực hiện, đồng thời thành lập hội đồng thẩm định liên ngành để thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi của dự án. Viện Dầu khí Việt Nam VPI dự báo giá xăng bán lẻ trong kỳ điều hành ngày hôm nay sẽ giảm, trong khi đó Liên Bộ Tài chính Công Thương sẽ không trích lập hay chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu. Dự báo giá xăng bán lẻ tại kỳ điều hành hôm nay có thể giảm mạnh từ 1.174 đồng đến 1.336 đồng, đưa giá xăng về mức 22.736 đồng một lít với E5 RON 92 và 23.614 đồng một lít với RON 95. Mô hình của VIP cũng dự báo giá dầu bán lẻ kỳ này có xu hướng giảm, đưa giá dầu về mức 19.837 đồng một lít đối với dầu diesel, 19.687 đồng một lít với dầu hỏa và dầu mazut là 17.469 đồng một ký. Hiện các mặt hàng xăng dầu trên thị trường thế giới đang giảm giá, nên mức giảm giá bán lẻ trong nước còn có thể sâu hơn tại thời điểm cuối cùng công bố giá bán lẻ. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế về tăng cường công tác quản lý sử dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu. Đến nay, toàn bộ các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã thực hiện lập hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng. Trên địa bàn thành phố Cần Thơ có 256 cửa hàng, doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu với khoảng 1.000 cột bơm. Việc xuất hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng sẽ giúp doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu kiểm soát, minh bạch được mua bán, cơ quan thuế thu đúng, thu đủ, chống gian lận. Trong thời gian tới, ngành thuế thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường kiểm tra, giám sát để doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu xuất hóa đơn sau từng lần bán hàng theo quy định của pháp luật. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Sau một tuần mở để lấy thêm nước ngọt và xử lý ô nhiễm các kênh trong vùng ngọt hóa Gò Công, chiều qua, Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10 đã vận hành đóng cống ông Nguyễn Tấn Thành để ngăn mặn trở lại. Đơn vị thực hiện theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Tiền Giang do độ mặn ngoài cửa cống đang tăng theo triều cường. Ngay sau khi kiểm tra xong hệ thống thủy lực khoảng 13 giờ hôm qua, cống Âu Nguyễn Tấn Thành đã chính thức hạ cửa đóng trở lại. Công trình được vận hành ngay khi độ mặn trước cửa dàm kênh sáng gần đạt ngưỡng 1/1000 nhằm đảm bảo an toàn nguồn nước bên trong vùng ngọt hóa trước cao điểm đợt triều cường xâm nhập mặn tháng 4. Với tốc độ hạ cửa 50cm mỗi phút, chỉ sau 30 phút vận hành, toàn bộ cửa cống đã đóng kín, chặn đứng triệt để dòng triều với độ chênh lệch mực nước cao thấp trong và ngoài cửa cống khoảng 1m. Theo ngành nông nghiệp Tiền Giang, do ảnh hưởng của kỳ triều cường đầu tháng 4 âm lịch và gió mùa Tây Nam chuyển về phía Đông Bắc nên làm cho mực nước triều cường trong đợt này dâng cao. Hai ngày qua, độ mặn trên tuyến sông Tiền tăng nhẹ trở lại. Sáng qua, độ mặn tại cầu Kính Sáng, cách cửa sông 55km đã lên 0,69 gram trên lít, cao gấp đôi so với cùng kỳ năm mặn xâm nhập sâu 2016 và sẽ còn tiếp tục tăng. Đóng cống lần này không chỉ giải quyết ngăn mặn, công trình trị thủy, tổng vốn đầu tư khoảng 500 tỷ đồng, còn phát huy hiệu quả trữ ngọt, bảo vệ an toàn hàng trăm ngàn hecta đất sản xuất nông nghiệp và đời sống dân sinh dùng ngọt quá trong mùa khô khắc nghiệt. Từ ngày 1 tháng 7, sinh trắc học mống mắt sẽ được thu thập tại cơ quan công an cùng với vân tay và ảnh mặt khi công dân làm thủ tục đề nghị cấp thẻ căn cước. Quy định này có trong luật căn cước được Quốc hội thông qua ngày 27 tháng 11 năm 2023 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm nay.
Việc thu thập thông tin sinh trắc học mống mắt để làm cơ sở đối soát, xác thực thông tin của mỗi cá nhân, hỗ trợ trong những trường hợp không thu nhận được vân tay của một người như trong các trường hợp khuyết tật, vân tay bị biến dạng. Dữ liệu về mống mắt cũng sử dụng cho các thiết bị thông minh được trang bị các camera, tránh các trường hợp giả mạo khuôn mặt, video giả mạo khi định danh, xác thực cho các giao dịch. Việc thu thập thông tin sinh trắc bắt buộc là phù hợp với xu hướng chuyển đổi số hiện nay và là cơ sở triển khai hiệu quả luật giao dịch điện tử. Trung tâm Lao động Ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa thông báo danh sách gần 3.200 lao động bị xử lý tiền ký quỹ do vi phạm hành vi tự ý ở lại Hàn Quốc trái pháp luật sau khi kết thúc hợp đồng. Danh sách do cơ quan chức năng Hàn Quốc cung cấp, Trung tâm Lao động Ngoài nước cho biết, trong vòng 10 ngày sau khi thông báo, nếu người lao động không phản hồi, sẽ bị thanh lý hợp đồng và thông báo với Ngân hàng Chính sách Xã hội để xử lý khoản tiền ký quỹ theo quy định. Mỗi lao động ký quỹ 100 triệu đồng sẽ được chuyển vào ngân sách nhà nước cấp tỉnh, nơi người lao động cư trú trước khi đi làm việc tại Hàn Quốc. Đến thời điểm này, các tỉnh thành trên cả nước đã chọn phương án thi vào lớp 10 năm học 2024. Bạc Liêu là tỉnh cho thí sinh thi sớm nhất, vào ngày 23 đến 24 tháng 5. Tiếp đó là Bình Dương sẽ thi từ ngày 31 tháng 5. Các tỉnh còn lại hầu hết tổ chức thi trong tuần đầu tháng 6. Hầu hết các địa phương chọn phương án thi lớp 10 là 3 môn ngữ văn, toán và ngoại ngữ. Riêng tỉnh Quảng Bình, Kiên Giang chỉ thi toán và ngữ văn. Một số tỉnh thành kết hợp phương án thi tuyển và xét tuyển dựa vào điểm học bạ 4 năm bậc trung học cơ sở như Tây Ninh, Thừa Thiên Huế. Còn các tỉnh như Đồng Tháp, Cà Mau, Quảng Nam, Đắk Lắk không thi tuyển mà xét tuyển thí sinh vào các trường trung học phổ thông, trừ các trường chuyên. Như thông tin chúng tôi đã đưa, chiều ngày 7 tháng 5, 14 công nhân người lao động làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn Nít Basson Việt Nam ở khu công nghiệp Long Giang, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang đã nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang, nghi do ngộ độc thực phẩm. Sau gần 2 ngày tích cực điều trị thì 13 người đã được xuất viện. Hiện chỉ còn một trường hợp tiếp tục theo dõi điều trị. Sở Y tế Tiền Giang đã chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh tiến hành lấy mẫu thức ăn để xét nghiệm nhằm làm rõ nguyên nhân vụ nghi ngộ độc trên. Trước đó, ngày 7 tháng 5, 14 công nhân người lao động tại công ty trách nhiệm hữu hạn Nít Basson Việt Nam nhập viện. Các bệnh nhân có triệu chứng chóng mặt, đau đầu, nôn ói, tiêu lỏng. Bước đầu được xác định nhiễm trùng tiêu hóa, nghi do ngộ độc thực phẩm. Dị vật đường thở là một tai nạn nguy hiểm thường gặp ở trẻ từ 1 đến 3 tuổi, lứa tuổi thích khám phá. Thế nhưng tai nạn này vẫn có thể xảy ra ở nhóm trẻ lớn hơn, từ 7 cho đến 10 tuổi, do những bất cẩn trong sinh hoạt, học tập và vui chơi. Thời gian qua, thì Bệnh viện Nhi Đồng 2 đã tiếp nhận những ca hóc dị vật ở nhiều độ tuổi khác nhau, gây hẹp hoặc tắc nghẽn đường thở, dẫn đến tình trạng nguy kịch ở trẻ. Bé trai 7 tuổi, quê Bình Thuận, trong lúc chơi đùa với bạn, bất cẩn đã bị hóc dị vật là đuôi nhựa của bút bi. Do dị vật bị kẹt ở hạ thanh môn gây bít tắc, phù nề nhiều, nên quá trình gấp dị vật diễn ra khó khăn. Sau 3 lần nội soi, các bác sĩ phải tiến hành thủ thuật xẻ khí quản để gấp dị vật. Dị vật đường thở là những vật bị mắc lại từ thanh quản đến phế quản. Hóc dị vật đường thở ở trẻ thường gặp là các loại hạt, những mảnh đồ chơi nhỏ hay một số loại thực phẩm. Đối với các trường hợp mà bé nó hóc dị vật thì đầu tiên mình gọi là hội chứng xâm nhập. Thì thông thường chúng ta ăn uống thì thức ăn sẽ đi vào đường tiêu hóa là qua thực quản. Tuy nhiên do các bé có thể đang ăn nhưng mà có chơi đùa, cười nói thì có thể cái nắp thanh môn nó không kịp đóng thì cái dị vật nó mới rơi vào đường thở là cái khí quản của trẻ. Thì khi đó về các phản xạ tự nhiên của cơ thể thì mình sẽ thấy trẻ nó sẽ ho sặc dữ dội. Đặc biệt là kẹt mà nó bít luôn thì trẻ sẽ khó thở, có khi là tím tái, nặng là suy hô hấp luôn. Để phòng tránh tai nạn đáng tiếc cho trẻ khi bị mắc dị vật đường thở, phụ huynh cần thường xuyên quan tâm, giám sát trẻ. Không nên cho trẻ đùa nghịch hay chơi những món đồ chơi nhỏ vì trẻ hay ngậm khiến chúng dễ rơi vào đường thở. Khi phát hiện trẻ hóc dị vật, cần đưa trẻ đi khám ngay tại cơ sở y tế gần nhất để có chẩn đoán và xử trí chính xác, kịp thời. Tính đến ngày hôm nay, tổng số máy bay của các hãng hàng không nội địa là 199 chiếc, trong đó số lượng máy bay đang khai thác là khoảng 170 chiếc. Thông tin từ Cục Hàng không, Bộ Giao thông Vận tải,
Con số này giảm khoảng hơn 40 máy bay so với trung bình số máy bay được khai thác trong năm ngoái, tương đương khoảng 25%. Nguyên nhân là do nhà sản xuất động cơ triệu hồi động cơ, phục vụ kiểm tra và sửa chữa chuyên sâu, khắc phục lỗi sản xuất. Thời gian sửa chữa là khoảng 1 năm, thậm chí kéo dài cả năm. Để xử lý tình trạng thiếu hụt máy bay, Cục Hàng không yêu cầu các hãng chủ động kế hoạch khai thác và có phương án dự phòng bổ sung số lượng máy bay bị thiếu hụt. Các đơn vị cũng đang tính đến phương án cải thiện quy trình để giảm thời gian quay đầu máy bay tại sân bay từ 45 xuống còn 35 phút. Không ít người tham gia giao thông có tâm lý đối phó, khi có lực lượng chức năng thì tuân thủ nghiêm các quy tắc giao thông, còn khi không có thì lại vi phạm. Trước tình trạng này, từ đầu năm cho đến nay, Ban An toàn Giao thông tỉnh Đồng Tháp yêu cầu các đơn vị địa phương tăng cường phạt nguội để nâng cao ý thức người cầm lái. Theo tài xế này, do thấy đường vắng nên anh đã điều khiển ô tô với tốc độ 99 km/h. Khi thấy hình ảnh được cảnh sát giao thông ghi lại, anh mới biết mình đã vượt quá giới hạn cho phép. Đấy cũng là lần đầu tiên mà em bị phạt nguội như này. Thì qua cái đợt này thì em cũng có rút được một số kinh nghiệm cho mình. Và cũng như là mọi người là khi mà tham gia giao thông trên những cái quãng đường mà vắng hay là quãng đường mà ít thì mình cũng phải là tuân thủ cái luật lệ giao thông ạ. Và đi đúng tốc độ với cái cung đường mà luật giao thông cho phép ạ. Một trường hợp điều khiển xe máy khác cũng chạy quá tốc độ và được thiết bị kỹ thuật của tổ cảnh sát giao thông ghi lại, đến làm thủ tục nộp phạt sau khi nhận được thông báo vi phạm hành chính về trật tự giao thông. Thanh niên này thừa nhận rằng hôm đó có chạy nhanh hơn mọi khi do có việc cần xử lý gấp. Em sẽ chú ý hơn về việc đi đường của mình. Tại vì hiện tại bây giờ thì mình đã có hình thức phạt nguội như thế này rồi, thì cho dù ở bất cứ nơi đâu thì mình cũng có thể vi phạm được. Thông qua thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, hình ảnh ghi nhận, đến nay Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp đã xử phạt hơn 250 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Đây được xem là biện pháp kiểm soát và xử lý hiệu quả, hạn chế tình trạng đối phó của người tham gia giao thông, từ đó tạo chuyển biến về mặt ý thức tuân thủ pháp luật của người dân ở mọi lúc mọi nơi. Phòng Cảnh sát Giao thông sẽ tiếp tục tích cực tham mưu cho Ban Giám đốc Công an tỉnh, chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn tỉnh nâng cao cái hiệu quả công tác phát hiện, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông qua hình ảnh phạt nguội, đồng thời là khuyến khích mọi người dân tích cực cung cấp thông tin hình ảnh cho lực lượng Cảnh sát Giao thông để mà tiến hành xác minh, xử lý vi phạm theo đúng quy định của pháp luật để góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn, lành mạnh. Đồng Tháp đang đẩy mạnh chuyển đổi số ở từng ngành, từng lĩnh vực và công tác đảm bảo an toàn giao thông càng phải ứng dụng công nghệ hơn nữa để nâng cao hiệu quả, nhất là khi phương tiện giao thông cơ giới ngày càng tăng, tai nạn giao thông ngày một diễn biến phức tạp. Buổi sáng thì không thể thiếu những thông tin cập nhật về thời tiết. Ngày hôm nay thời tiết ở Nam Bộ thì có điều gì đáng chú ý không chị Hồng Giao? Dạ vâng, xin chào ngày mới quý vị khán giả. Điều đáng chú ý là nhiều nơi ở Nam Bộ vẫn tiếp tục nắng nóng trong ngày hôm nay. Sau một ngày nắng nóng thì mưa dông lại xuất hiện đi kèm với những hiện tượng thời tiết nguy hiểm. Nắng sẽ kéo dài từ giờ cho đến 3-4 giờ chiều ở khu vực Nam Bộ. Nhiệt độ cao nhất ở khu vực miền Đông Nam Bộ bao gồm các thành phố Hồ Chí Minh phổ biến trong khoảng là từ 36 đến 37 độ C. Sang đến khu vực miền Tây Nam Bộ có Cần Thơ, Châu Đốc, Cao Lãnh, Vĩnh Long, Sóc Trăng nắng nóng 35-37 độ C. Đến chiều tối nay thì mây dông sẽ quay trở lại và gây mưa cho khu vực Nam Bộ. Mưa trên diện rải rác, cục bộ sẽ có những điểm mưa vừa, mưa to, tương ứng với những nơi có màu xanh đậm và màu xanh lá trên bản đồ. Quý vị cần đề phòng về lốc sét và gió giật mạnh đi kèm trong mưa dông. Mưa đúng vào giờ tan tầm khiến cho nhiều người có tâm lý lái xe thật nhanh để tránh mưa, nhưng mà sẽ rất là nguy hiểm vì mưa khiến cho tầm nhìn giảm thấp và đường trơn trượt. Quý vị nên đi chậm lại, kể cả các cung đường quen thuộc, và quan sát kỹ đường đi để có thể kịp thời xử lý những tình huống bất ngờ. Tốt nhất là nên mặc áo mưa cả bộ, gọn gàng, thay vì áo mưa cánh rơi, có tà dài, gió thổi mạnh, dễ cuốn vào bánh xe. Những tư vấn này cũng sẽ rất là hữu ích với những quý vị ở thành phố Phú Quốc, vì chiều tối nay thì mưa dông có thể xuất hiện đi kèm lốc sét nguy hiểm. Trước khi có mưa thì trời có nắng với mức nhiệt dịu hơn so với trong đất liền, nhiệt độ cao nhất là 33 độ C, có gió thổi nên không khí khá thoáng đãng. Xin được chuyển sang thông tin dự báo thời tiết trên biển. Vùng biển từ Bình Thuận cho đến Cà Mau, Kiên Giang. Trong ngày hôm nay thì gió không quá mạnh, nhưng cần đề phòng về mưa dông, lốc xoáy, gió giật mạnh gây bất lợi cho tàu thuyền có công suất nhỏ.
Cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.